<laughs> thế thôi hưởng thầy bao nhiêu học sinh thì nhớ làm sao được ấy? ngay cả lớp của thầy chào gì chào xã giao vậy chứ thầy cũng không nhớ hết học sinh lớp mình được đâu Nhìn nó đông quá bạn cả trăm nghìn học sinh làm sao để nhớ được thầy chỉ nhớ một vài bạn kiểu hay vào like các kiểu thì thầy nhớ thôi tích phân làm em khóc à Có số một này Ừ, kiểu kiểu này thường thường là các bạn có thể là bấm máy tính hoặc là làm tự luận ở tự luận câu này thì chia ra thức đấy nhá còn bấm máy tính thì nó sẽ làm theo một số phương pháp khác nhau các bạn muốn chữa theo tự luận trước hay bấm máy trước câu đầu thì đặc biệt thì chữa các bạn theo hai cách nhá tự luận là cao số các bạn muốn chữa tự luận trước thì comment số 1 và muốn chữa cao số trước thì comment số 2 để cho để đây nắm được xem là các bạn muốn chữa theo cách nào nhá <laughs> ok đó đợi các bạn vốt đông đủ đầu chiến thôi sắp đủ đấy các bạn nhỉ thiếu một số bạn nữa là chúng ta đủ số lượng rồi nhá lại gần thi rồi nhưng mà những uh, cái buổi đêm muộn này cùng nhau thì chúng ta sẽ là những cái buổi các bạn nhớ mãi luôn đấy sau này các bạn muốn thì cũng không trở lại được đâu cờ lên các bạn nhá nào nhìn kỹ này ok thích tự luận thì để chiều tự luận thôi câu này các bạn chia ra thức thì căn chia như này này Câu 1 thì đây Tự luận các sẽ chia như này nhá chia x bình trừ đi 2 Chia cho x cộng 1 các bạn nhé Đó Được chưa? Con nhớ chia ra thức không đây? quên áng rồi sao mà nhớ được đeo lanh thôi các bạn Đây các lấy x bình chia cho x này Nó còn x đúng không? X bình chia x nhá x Đó các nhân lên X nhân x nó lại bằng x bình X nhân 1 thì nó lại bằng x đúng không? Đây là cộng x này Đấy và các em lấy trên trừ dưới X bình chữ x bình thì nó mất rồi Đó trừ đi Cộng x nó là trừ x này các bạn này Ở Âm 2 các em hạng dưới nhá Đấy ok chưa Rồi Nói lại các em lại lấy cái thằng âm x trừ 2 Các em chia x cộng 1 đi Đúng không nó ra âm 1 đúng không Âm 1 nhân x ra âm x này Âm 1 nhân 1 ra âm 1 này Các em trừ trên ra dưới nữa đúng không Thành âm 2 này Trừ đi chữ 1 là cộng 1 Nó bằng âm 1 đấy đúng không đấy ok chưa vậy thì cái tích phân ban đầu này, này cái 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 x bình ấy chờ cái tích bình tích phân từ 0 đến 1 của x bình trừ đi 2 chia cho x cộng 1 này con này để x đó em tách ra thôi được tích phân nha 0 đến 1 thì giữ nguyên này đây các em lấy cái uh, đây này em lấy cái kết quả là, là bằng x trừ 1 này con này để chờ các em cộng với cái phần dư và chia cho cái thương ban đầu cộng phần dư nó là âm 1 chờ thương ban đầu ấy nó sẽ ra được là x cộng 1 đúng không như thế này đã nhá các lấy kết quả này chờ các lấy kết quả này Đấy, cộng với lại phần dư chưa thương ban đầu ấy nhá Để x và nữa là xong đúng không và nó trở về những cái nguyên hàm cơ bản thôi đến đây các em áp dụng công thức vào là xong rồi nguyên hàm của x thì nó là bằng x bình trên 2 đúng không nguyên hàm của trừ một thì ra là x này các bạn này ờ, âm một các em đưa ra ngoài luôn đi các bạn nhá nguyên hàm của 1 chia cho x cộng một thì nó là trừ đi len của chị đối cộng 1 đúng không? Đấy. Chưa? Và đây cận thế cận từ 0 đến 1 là nó xong thôi. Đồng ý chưa? Đấy, cái bậc to tử to mẫu các em cứ chia thức thôi. Nhá. Tử to mẫu thì chia ra thức là xong. Giờ các em thay cận trên vào. 1 thay đây các bạn này. Nó ra là 1 phần 2. Trừ đi 1 đúng không? Trừ đi len của 2. Các Bạn thay không ở đây đi. Thay không ở đây nó ra 0 này. 0 này. Trừ đi len 1 đây bằng 0 này. Thì thôi hết mất rồi. Vậy thì nó sẽ ra là bằng trừ 1 phần 2 Trừ len 2 đúng không Đấy Và đồng nhất hệ số thì các em sẽ tìm được cho thầy Là đây này M bằng 2 các bạn nhá Và N ở đây nó là hệ số trước len 2 Là bằng âm 1 đúng không? Vậy tổng M cộng N Nó bằng 1 các bạn nhá Đồng ý chứ? Đây này Bên trên tử nó còn âm 1 Chứ M này M 2 nha Còn đây là cộng nhé cộng n lên 2 thì cái hệ số trước lên 2 nó chính là bằng n bằng âm 1 đấy. Ok cho các em ơi? Một là A nhé. Cái này dễ thôi đúng không? Còn đây gì hết đúng không? Đó thì quan trọng là các em biết cách chia thôi. Các em biết cách chia thôi. Cũng là tăng gợi 6 gì không? Ừ. 2 k 5 quá đỉnh luôn. Ôi <laughs> giời học hết vật lý rồi mới vào thì có mà còn cái dây chun các bạn ạ. <laughs> À, trên tiktok bạn không xem lại được đâu Thế nên là bạn nào mà vào được về like trong thầy thì là có duyên chúng ta gặp nhau thôi nhá <laughs> để okay, chờ ok chưa chiến quá chiến ở trong lớp thầy thì chữa đầy đủ cả hai cách trong quá trình học lý thuyết nên là các bạn nắm được cái phương pháp học rồi nó cũng đầy đủ trả vấn đề gì hết còn trong quá trình chữa bài tập thì các bạn thích cách nào thì chiều cách đấy thôi chả vấn đề gì đâu cách nào thì mình cũng nhảy được nên là không việc gì phải xoắn hết ok nhé các bạn nhá ok là nhá đó thì tự luận các làm như vậy còn bấm máy thì các em làm như thế này nhá đúng không biết bấm máy thì lên lớp phải tán gái được á làm tự luận không cổ hủ làm sao mà tán được gái này thì bổ sung thêm một tí cao cho nhá đúng không nếu em là con gái nhá thì một thằng chỉ biết làm tự luận với lại một thằng biết cả tự luận và bấm máy thì các bạn yêu ai tất nhiên là chọn cả hai rồi đúng không con gái người ta thường tham lam lắm các bạn <laughs> ok nhá thì bổ sung thêm cách bấm máy tính vào nữa để các bạn nắm được này mất cái này được cái kia các bạn cái tích phân này các bạn lưu ở A lớn nhé các em bấm máy tính cái phân này các em lưỡi a lớn ở này, này. lửa a lớn này thì nó sẽ về được a lớn đúng không bằng âm 1 chia cho m này các bạn này cộng với n nhân đến n 2 đúng chưa ok chưa đấy thì uh, ở đây này nếu muốn bấm máy tính một cách nhanh gọn ấy m nguyên rồi thì các em bấm cái là nhanh một cách là các em rút n ra ấy. các em rút n ra bài này rút n nha rút n ra nó sẽ bằng a lớn này cộng với một chia m và tất cả các bạn chia cho lên hai thôi đó đó nhá thì lúc này này kem đặt n bằng f đi và bài toán nó trở về cái em nhập cái hàng này vào m nó ở x để chờ các quét tay bổ em sẽ tìm được ngay m n ấy mà đây có nhìn kỹ cho thầy nhé menu 8 này đầu tiên bấm tích phân trước nhá bấm tích phân này này phân số ấy các bạn nhá x bình trừ đi 2 chia mẫu lấy cộng 1 đó, và cận cận đẩy sang cho thầy từ 0 đến 1 và là xong đúng không? được kết quả lẻ này lẻ này, này. Cận bấm start A nhé. Đó, các em đã lưu được cái tích phân này và biến E rồi. Và lúc này các em nhập cái hàm vừa thiết lập vào máy tính ấy bằng cách bấm menu 8. Phân số này, A lớn đúng không? Cộng với 1 chia cho M là 1 chia X. Chia mẫu nó là len 2 đôi. Và kết bấm bằng này. M là số nguyên thì các em để cái bắt đầu kết thúc cho chạy từ trừ 9 đến 9 nhé. Bước bằng 1. Đó tùy từng bài toán nếu mà MN nó là số hữu tỷ các bạn bấm được bình thường Nhưng mà nó sợ so, cái quy tắc chọn bước khác nhau Thì cái này thì thầy đã dạy rất kỹ các em trong cái lộ trình uh, uh, Khóa học bài bản cho lớp học rồi đúng không? Lúc nào thì chọn bước như thế nào? Đấy nguyên thì chọn bước như thế nào? Uh, MN là những cái phân số thì chọn bước như thế nào? Đúng không? Đấy bài này cho chạy từ 9 đến 9 bước 1 thôi các bạn à, Các em quét sang các em nhìn sang FX ấy các uh, kem tìm x làm sao là làm cho x nó nguyên thì kem chọn thôi đúng không đây các nhìn đây trong tất cả các giá trị này, chỉ có mỗi giá trị khi m bằng x bằng hai nó làm cho fx bằng n bằng âm một này đấy. ok chưa và chúng ta vẫn tính được tổng m cộng n một thôi rất gọn nhẹ nhé làm cách nào cũng như nhau thôi các bạn cái nào cũng như nhau thôi nhưng cách này thì nó sẽ có đặc điểm đó là gì nó không phụ thuộc cái tích phân này dù cái tích phân này nó có khó hơn thì các bạn làm nó vẫn ngon đúng không ví dụ là bậc 3 chưa bậc 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 ba chưa bậc hai được hạn thì nó khó hơn chứ làm tự luận nó dài hơn đấy thì các em nhưng mà cái tích phân này khi mà các em biết thêm cách này nữa đề bài nó cho cái dạng bậc mà to hơn các em vẫn làm bình thường thì các em phải nắm được cái đặc điểm của từng phương pháp một nhá nào có ờ, câu một ok cho em đấy nếu ok thì comment chữ đỉnh như thể bên dưới cái nhá để mình sang câu tiếp theo <laughs> bá ẩn vẫn bấm được bình thường tí đằng sau có mấy câu ba ẩn kìa chứ yeah. bá ẩn vụ phân số thì còn bấm được <laughs> mấy cái dạng kiểu kiểu này con học đầy đủ thì các em sẽ bấm được thôi chả vấn đề gì đâu được chưa nó khai quát thành công thức rồi thành, thành, quy tắc rồi thì mình sẽ làm bình thường bình thường cái nếu mà các em chỉ học một cách sơ sơ đông đông ấy thì các em học máy tính thì thường ấy nếu mà các em hay học là các em xem qua những cái video ngắn các kiểu ở xem những cái tip những cái mẹo trên mạng nó không tổng quát các em học được một hai câu kiểu kiểu học tủ thì nó không ra vấn đề đâu các bạn trong lớp thầy thì chia từng dạng theo bấm máy tính thì nó rõ ràng ra rồi đó ví dụ dạng hai hệ số các em bấm như thế này gặp số nguyên thì bấm như thế nào số vô tỷ thì bấm như thế nào đấy ba hệ số thì bấm như thế nào kể cả bốn năm hệ số cũng có thì nó sẽ có đầy đủ các dạng như vậy thì chúng ta sẽ tổng hợp được làm nó sẽ hiệu quả hơn nhá. để chưa? Đấy là một câu, đấy là lý do ví dụ các em xem cách thầy làm ấy, các em nắm được vì trong chương trình luyện đề đúng không? Một câu thì nhìn phát thì biết được luôn là ở cách nào mà làm nhanh hơn, tự luận nhanh hơn hay bấm này bấm máy nhanh hơn. Vì một câu để chữa các bạn được ba bốn cách thì chẳng lẽ thì không biết được cách nào làm nhanh hơn cách nào đúng không? Ừ, đấy nhá. Nên là học chuẩn nó vẫn là cách đỉnh nhất. Nào. Câu hai này các bạn này Câu này thì có một cái video ngắn ở trên tiktok bạn có thể xem lại một cách bấm này đúng không? Thì thường thường thì trích một vài câu ngắn ở trên đấy thì các có thể là tham khảo thêm một số cái nhưng nó chỉ là những cái uh, câu ngắn thôi. Các em có thể là học tủ một hai câu như vậy nhưng mà để mà làm được tất cả các dạng thì tất nhiên là nó sẽ có cái lộ trình bài bản rồi. Bạn xem kỹ này. Đó nhá, câu số 2 thì nếu mà bấm thì các em sẽ làm như thế này. Còn tự luận thì chắc chắn là các em vẫn phải chia rồi. Tự luận các em vẫn phải chia thì tí nữa để chia các em sau nhá còn bấm máy tính thì các bạn sẽ làm như thế này nhá nhìn kỹ này đầu tiên các em bấm cái tích phần này các em lưu ẩn a lớn cho thấy được chưa thì các em sẽ có được một cái hệ con này thuộc dạng là giải hệ đó đúng không lúc thì chúng ta giải hệ lúc thì chúng ta dùng table nó linh hoạt hơn a lớn này đó bằng a nhỏ này à con này thì dùng con này không giải hệ đâu nhá con này dùng table các bạn dùng table chứ các em sẽ có được a lớn này bằng a nhỏ trừ len b đúng không em đó cái này các em rút a nhỏ ra nhé rút a nhỏ ra này đó nó sẽ là bằng a lớn cộng len b đấy các bạn bằng a lớn cộng len b và trong bài toán này chúng ta lại coi a nhỏ là ở fx đúng không bế bên tay phải lúc này này nó là hàm số này b là kem lưu ẩn x thôi và chúng ta quét bình thường tìm ab nguyên đúng không các em làm giải quyết nhanh nhanh nhá được chưa cái tích phân của phân số này đúng không cộng uh, x 1 bình này được chưa cận thì cận thế do thầy uh, từ 0 đến 1 đúng không không đến một chứ nhỉ không đến một cận nhá không đến một đó nó ra được cái uh, số lẻ lẻ các em lưu e thôi và chúng ta vào menu 8 này nhập cái uh, hàm số bình vừa mới thiết lập ấy nhá nó là e lớn này cộng với len b đúng không len b là len x ấy chưa đó và kem quét làm sao nó ra được cái e nhỏ nó số nguyên thì các em chọn thôi ở đây nó chỉ cho số nguyên thì kem cho chạy từ trừ chín đến 9 bước bằng một là được rồi ô đoạn này erop cả đống này này các này Để các em đẩy lên dần đây thì kem thấy được ngay này các đấu còn lại nó vô nghiệm nó là số vô tỉ hết đúng không chỉ có mỗi cái tại cái số đây này tại uh, x bằng b bằng hai nó suy được fx bằng e bằng một Đây là những số nguyên này kem chọn thôi Bây giờ người ta yêu cầu tính tổng A cộng B bằng 3 Thấy chưa Ok chưa Đó Thì mỗi cái nó có cái ưu điểm riêng Các em nắm được phương pháp làm Thì nó sẽ Tốt hơn chứ Đúng không <laughs> Wow 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 <laughs> Trên Youtube thì thường Thì chỉ Đăng một số video chữa đề thôi Còn chuyên đề thì Trong lớp học thì mới có được Còn ở ngoài tường thì Thỉnh thoảng Những cái like ngắn như thế này Nó sẽ là những cái bổ sung cho các em Rất là tốt trong quá trình các bạn học đấy Ok chào các con Ok chưa Cho nhanh nha Nhanh quá <cười> <cười> ờ, Không Các em phải phân biệt như này này Trong quá trình học chuyên đề thì trong lớp học thì thầy phân rõ rất là nhiều dạng toán như thế này. Đây là cái phần bài tập về nhà thôi trong lớp thì thầy có dạy các em đầy đủ rồi thứ nhất đó là ví dụ như là bài tích phân phần mấy mức mấy điểm đó dạy rất là rõ các em rồi vì trong chuyên đề như này các em học được càng nhiều cách càng tốt chứ các em học đầy đủ cả tự luận cả bấm máy thì nó tốt hơn đó nhá yeah. nhưng mà trong luyện đề thì đến lúc cần tốc độ rồi lúc đấy lại còn thể hiện là ừ mình làm được nhiều cách thì cũng là dở hơi luyện đề thì cách nào nhanh em làm thôi cách nào nhanh chiến đấy nó thành phản xạ các bạn nhưng mà trong chuyên đề các em học được càng nhiều cách càng tốt đó các em hệ thống nó thành một cái sơ đồ các phương pháp làm đầy đủ đối với dạng này các em nên làm tự luận anh bấm máy đấy thì nó sẽ rõ ràng hơn các em học đầy đủ tất cả các dạng rồi thì vào luyện đề nó thực chiến rồi bạn phải phân biệt rõ ràng như vậy nhá được chưa nhá còn hôm nay thì chữa bài tập về nhà thì các em thích cách nào thì chữa cách đấy thôi được chưa thích cách nào thì chiều cách đấy thôi nhá ok là chưa kể cả hai ẩn ba ẩn thì tí nữa đằng sau còn một đống thì các bạn mình cứ làm từ từ thôi làm hai ẩn được thì sẽ làm được ba ẩn thôi à, các em học trên kênh tiktok của thầy nhiều các em cũng biết được rồi đúng không cách làm của thầy nó sẽ rất là đặc biệt nó khá là tổng quát được chưa những cái câu nào mà chỉ làm được một câu thì không bao giờ chữa, chữa các bạn chữa bạn thêm một câu nhưng mà các em học được nhiều cách học được nhiều bài khác nhau đó thì nó sẽ tốt hơn luôn luôn là xét tất cả các trường hợp cho các bạn nhá Ok. Sang câu số 3 này. Sang câu số 3 này. Câu này, này thuộc dạng giải hệ này các em. À. Câu này cũng không không giải hệ đâu, câu này dùng table chứ, thầy nhìn nhầm. Có một số câu thì dùng giải hệ, còn câu này thì dùng table cho thầy nhá. Đây dùng table đấy. Chào Đây dùng table nó nhanh hơn đấy các em. Để dùng table nó, 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 nhanh hơn. Nhá. Còn tự luận các em vẫn tự chia giúp thầy nhá. Em chia gần gần giống câu 1 đấy. Em tự chia cho cho thầy thôi. Chưa? Các em chia ra thức của bậc 2 chia một 1 bình thường nhá. Tương tự câu số 1 thôi. Có câu nào mới 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 tự luận mới mới thì chữa các em thêm, còn câu nào mà tự luận nó tương tự thì thầy chữa một cách thôi nhá. Cái nào nhanh thì thầy chữa. Đồng ý không? Gặp câu nào nó mới mới thì chữa thêm tự luận nữa thôi. Câu nào mà tự luận nó tương tự thì các bạn làm thêm đi nhá. Nào. À, câu này thì các em có thể là à, tính tích phân này lưu ở A lớn cho thầy thôi. Nó sẽ ra được là A nhỏ này cộng với len của B trên 2 Được chưa? Ok là chưa? Nhá yeah. Rồi Sau khi có được cái Phương trình như này rồi ấy, Thì bản chất thì các em rút ra thôi Các em rút cái A này ra này Rút A nhỏ ra ấy. Bằng A lớn này Trừ đi len của B nhỏ trên 2 Đồng ý chưa? Và lúc này các em lại ném vào máy tính thôi Về bên tay trái này nó là cái hàm f(x). ấy. Chờ. bà về bên tay phải này này nó chính là một một hàm số uh, b nó chính là đích ấy. và kem quét thôi chưa ở đây nó chỉ yêu cầu là các số nguyên thì kem cho b ở đây này nó chạy từ từ chín đến 9 và bước bằng một Được chưa thì chúng ta sẽ giải quyết câu này như sau nhá chắc chắn câu này thì đi thi thì sẽ chọn cách làm bấm máy chứ không làm tự luận đó các bạn sẽ linh hoạt hơn nhìn kỹ này nhìn, nhìn kỹ này thầy chỉ bấm một lần thôi Dạ, yeah, câu 1 chưa nhìn kỹ thì nhìn kỹ câu 2. Bước 1, nhìn tích phân nha Nhập phân số vào. x bình cộng 1 cộng 1 này, à x bình cộng x cộng 1. Thì cho mẫu là x cộng 1 con nhá. Ok là chưa? Rồi, cận mình uh, thế từ năm uh, từ 3 đến 5 vào. Đấy, bấm bằng này. Ok, store này. Đấy, bấm tích phân này, lưu cái kết quả lẻ lẻ vừa mới tính được bằng vào biến em. Được chưa? Bây giờ thì mình sẽ có được cái uh, phương trình cần tìm thôi. Nhập cái hàm này vào table là xong thôi. Menu 8 các bạn nhá. Nhập là e lớn này. nhập là e lớn này. Được chưa? Trừ đi này, lên của phân số đúng không? B là x nhá, chia cho 2. Đóng ngoặc vào là xong. Ok. Bây giờ thì các bạn bấm bằng này cho nó chạy từ chiều 9 đến 9. Bước bằng 1. Và các em tìm sang cái bảng của F ấy. Cần tìm những giá trị của B làm sao mà làm cho Fx nó nguyên thì các em chọn. Đây cặp 38 đúng không? Tốt luôn đi em. B bằng 3 A bằng 8. Đấy, thế thôi. Và đề bài người ta bắt tính cái tổng cái cái hiệu S này này bằng A lớn trừ đi 2B đúng không? Đó, A lớn nó bằng 8 này, trừ đi 2 nhân với B là bằng 3. Hiệu này bằng 2 các em ạ. Đây là A nhé. Ok chưa các em? Ok là chưa? Double, double, double. <laughs> Lại trên tiktok các con cũng xem lại được đâu Nên là các bạn xem trực tiếp thôi Và thầy cũng chỉ tiếp những bạn nào xem trực tiếp Nha Cố gắng tập trung nhá Đó nó sẽ đẩy đến các bạn cái Tập trung cao độ học thực sự Được chưa Nhiều bạn cứ xem like về để đấy Thì xem có bạn bây giờ sẽ xem lại đâu Có giờ xem lại đâu Ô, xem lại được mà Đợi thi xong thì xem lại Nên là học trực tiếp đi các bạn Mình học thật sự luôn đi nhá vẫn nhanh à? cả <laughs> được chưa thì các em nên học tất cả các trường hợp hai hệ số thì giải quyết như thế nào ba hệ số giải quyết như thế nào bốn hệ số giải quyết như thế nào đấy chưa đấy nhá lúc nào thì giải hệ lúc nào thì bấm máy tính lúc nào thì dùng tây bồ nó rõ ràng là như vậy đấy chưa làm tất cả các trường hợp thì các bạn trả ngán câu kiểu câu câu nào hết đâu tăng có bốn em sao câu số bốn đi Câu này thì cũng vậy thôi Chả có vấn đề gì hết Em nhìn kỹ cho thầy nhá Các đi con bạn đi nào Em tìm xem uh, IP nó bao nhiêu nhá đây 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 con này nếu làm tay động nhanh thôi con này không không phải chia đúng không thực ra thì câu này nếu mà cái em tách cái em tách như này này nhưng mà tự luận thì câu 4 thì em có thể tự duy tự luận như này cũng được. Có làm tay nhanh thì đi thi khả năng cao Thì cũng làm tự luận câu này thôi Làm nó cũng nhanh mà, nhìn kỹ nha. Đây, tích phân từ 0 đến 2 đúng không? x bình các em giữ nguyên đi. X cộng này này. x^, chứ x cộng 1 ấy, cần tách ra nhé thành x cộng 1 1 ấy. Chia cho x cộng 1, các em biết tại sao tách như này không? Cộng 1 1 này. Đấy, thì để cái các em gom cái x cộng 1 vào nó chia cho cái mẫu này mất đi này, nó đưa được về cái nguyên hàm cơ bản. x bình này đấy x cộng 1 chứ x cộng 1 thì nó bằng 1 rồi trừ đi 1 chứ x cộng 1 x đúng không vậy này nó trở về hoàn toàn là ba cái uh, nguyên hàm cơ bản rồi các em công thức là xong nhé nguyên hàm của x bình nó thành x bụng 3 trên 3 nguyên hàm của 1 thì nó bằng x này còn nguyên hàm của ông này nó đưa về len đúng không trừ đi len của chị tuyệt đối x cộng 1 Giờ các em khéo léo các em thấy cận vào nữa là xong thôi. 1 đến 2 là xong đúng không? Và đồng nhất tìm được AB. Thì ha đây nhá. bây giờ bằng bao nhiêu nhỉ? 2 mục 3 là bằng 8 này. 8/3 cộng 12 này, trừ đi len của 3 đúng không? Len của 3. Trừ tiếp này, các em thấy cận 1 rồi đây. Thì nó sẽ là bằng bao nhiêu đây các bạn ơi? Nào. Thế 1 đây này. Nó sẽ là 1/3 cộng 1. Được chưa? Trừ đi cái này là len 2. Đúng không? Ok không? Rồi, bây giờ mình giảm nước thôi. Đó là 8 phần 3 này các bạn này. Cộng, uh, đâu rồi? 8 chia 3 cộng 2. Đấy chưa? Trừ đi uh, 1 chia 3 cộng 1. Nó sẽ bằng uh, 10 phần 3 đấy. 10 phần 3. Cái này là trừ len 3 này cộng len 2 này. Thì nó sẽ là cộng với lại len của 2 phần 3. Được chưa? Ở kép đồng nhất hệ số thôi. Các tìm được A bằng 2 và B bằng 3 nhé. giờ hàng hai bên hàng ba và lúc này mình sẽ tính được cái đó, tổng a cộng b nó là bằng 5 ok giờ ok đó thì tự luận câu số 4 các tư duy như vậy nhá tư duy như vậy thế thôi cái gì đúng không còn tự luận bấm máy tính thì con này các vẫn bấm, bấm bình thường các có nghĩ ra cách bấm máy tính câu 4 chưa câu này thì bấm máy tính thì các em nên uh, rút ra cái gì các em rút cái gì Ở khác câu số 3 một tí đấy nhá bản chất câu số 4 nó khác có 3 một tí đấy nhìn kỹ này nhìn kỹ này này à, thì nếu mà bổ sung thêm bổ sung thêm à, cao số thì câu 4 các nhìn kỹ như này nhá tích phân vẫn là lưu ở này nhưng cái xử lý cái về bên tay phải này nó đặc biệt hơn một tí đấy, đăng cao tư duy được một tí này Mình sẽ có được là 10 trên b đúng không cộng với len của a nhỏ trên b các bạn nhá để cho các em ok chưa Rồi, đến đây rồi này. Đến đây rồi này. Mình sẽ xử lý như sau. Mình sẽ xử lý như sau. Nào. Lúc này các em sẽ rút cái A trên B ra chứ không rút B nhé. Rút A trên B ra. Này. Đấy, các em sẽ có được ngay này. e lớn này. Trừ đi 10 trên B này. Nó bằng len của A trên B đúng không? Từ đó các em rút cái A trên B ra thật thể này. Nó sẽ là bằng gì nhỉ? Nó bằng E mũ e lớn trừ đi 10 trên B. Được chưa? và đến đây rồi này đến đây rồi này. Các em nhân b và hai vế nữa đi thì nó sẽ đẹp hơn một chút nhân b và hai vế nó sẽ đẹp hơn một chút nhá thì các em rút được, được a này nó sẽ là bằng b đúng không nhân với lại e mũ này e lớn này trừ đi 10 trên b đó đó này em để thể rút a ra thì nó đẹp hơn được, rút a theo b này. là dễ nhất rút a theo b là dễ nhất nhá b theo a thì nó khó hơn nhưng a theo b thì dễ nhất và lúc này này cái E này nó chính là Fx đúng không? Còn về bên tay phải lúc này nó chính là phương chính. B bằng Fx ấy. B chính là ở đích thôi. Đấy chưa? Và AB nguyên thì các em quét thôi. Các em cho nó chạy từ trừ 9 đến 9 nhé. Và bước bằng 1. Được chưa? Mình sẽ tìm được AB. À, và các bạn giải quyết đốt thôi. Việc còn lại thì các em cũng khá là quen rồi đúng không? Đây nhá. Thầy sẽ xử lý đó. Đốt cho các bạn này. Tích phân của x bình cộng với lại phân số là x chia x cộng 1. Được chưa? 1 đến 2. Nhá. Đó, nó là số lẻ lẻ thì các em lưu ở e bình thường và giải quyết bằng table thôi. Đây, cái phương trình table mình vừa thiết lập đây rồi này các bạn này. B các em nhập lần x nhá. Nhân với lại e mũ này. Ở e lớn này, trừ đi phân số đúng không? Là 10 chia cho x. Và ở đây nó cho nó chạy từ từ 9 đến 9, bước bằng 1 này. Và các em soi sang thôi đúng không? Tại những cái giá trị nào mà tìm ra được A bằng Fx nó nguyên thì các em chọn. Đây. Có cái cặp là 32 đúng không? Được chưa? Chốt nhé. B bằng X bằng hai này. A B bằng X bằng 3 này. Còn A bằng Fx là bằng 2. Được chưa? Và vẫn có được tổng A cộng B này. Hai cách nó phải như nhau các nhé. Nào. Cô muốn có hiểu cả chưa? Nếu hiểu cả rồi thì comment chữ đỉnh giúp đỡ bên dưới cái. Để mình sang những câu tiếp theo. Đằng sau còn rất nhiều câu hay các nhé sau rất nhiều câu hay liên quan đến hai ẩn ba ẩn các kiểu nữa cơ Thế là các em cứ từ từ mà làm để chơi game ấy ok chưa Được chưa? tự luận thì vừa mới chữa rồi mà nên là mình cứ học đầy đủ thôi cách nào nhanh thì cốt <laughs> cách nào nhanh thì cốt để chờ game Ok là chưa? Câu này hơi căng á. Căng bình thường. Căng <laughs> bình thường. Tầm này rồi. Đúng không? Năm cuối rồi các bạn. Vì tương lai ngủ ít đi một tí có sao đâu. Khi đỗ đại học xong ngủ bù nhá. Yeah. Được chưa? Ok chưa? Chỉ sợ là gì các bạn? mấy tháng nữa thôi các em muốn không, không học được nữa đâu các bạn muốn cũng chẳng muốn chả quay về học lại được nữa được chưa tầm đấy mà tầm đấy mà gì nhỉ tầm đấy mà thi xong rồi nhá các em mặt trượt ấy thì các con muốn ngủ em chẳng ngủ được sự như vậy cho các bạn ngủ cả tháng luôn chẳng ngủ được đấy là bứt rứt các kiểu hối hận các kiểu mệt muộn rồi còn cố gắng được thì cố gắng đi các bạn nhá câu năm thì nó tương tự câu nó bị trùng câu nào nhỉ nó bị câu bên trên đấy chúng câu số 3 đúng không tương tự câu 3 thì không chữa lại nữa nhé chào năm tương tự, tự câu 3 thì không chữa lại nữa đâu ok chưa okay. em các bạn sang câu số 6 luôn đi sang câu 6 luôn câu này thì cho các bạn một phương pháp mới này là giải hệ đúng không nãy giờ làm tay bồ nhiều rồi câu này là bổ sung thêm các em một cách mà giải hệ nhé còn tự luận các em chia là thức nhá tự luận bậc hai trường một các em dùng cách chia thôi chia chưa đấy để chia các mấy câu rồi câu 6 nếu mà chia các em chia tương tự thôi không có vấn đề gì hết đúng không nhá câu này thì các bạn sẽ dùng giải hệ cho thầy này đó và bài tập rồi thì cách nào nhanh thì các em sẽ làm nhá <laughs> để chưa ok chưa trong chuyên đề các em học cả hai cách nhá trong lớp thì thầy dạy đầy đủ hai cách cho các em rồi thực hành các em thích làm cách nào thì làm thôi được chưa các vẫn nói các bạn rồi đúng không đấy một ông mà chỉ biết mỗi tự luận hoặc một ông chỉ biết mỗi máy thì không có lợi thế bằng một ông biết cả hai cách được <laughs> thì trong luyện đề nó lòi ra ngay trong luyện đề chỉ sợ các bạn không biết bấm thôi chứ các em biết bấm thì tội gì các em không bấm nếu mà một câu nhé Một câu thì ví dụ đi một câu tầm khoảng 41 chẳng hạn Đúng không? Một câu tầm châu, có 41, 42 ở đây chẳng hạn Đấy Mà gì nhỉ? So với cách tự luận và bấm máy Đấy trong quá trình đi thi nhé Nếu mà bấm máy nhanh hơn các cô chọn cách bấm không? Chả chọn mạnh thì chỉ sợ đích biết bấm thôi chứ còn <laughs> Đó được chưa? Ok chưa? Đấy nhá, đỉnh cao thì nhạc nào mình cũng chơi được hết các bạn. Nhìn kỹ này. Thì cái tích phân này các em lưu ở na lớn cho thầy thôi. Và chúng ta có được A len của 2 phần 3. Cũng với B này. Đấy. Vẫn lưu tích phân này ở A nhé. Cái đặc điểm của cách xử lý theo máy tính đó là gì? Cái tích phân này nó có khó hay dễ. Đúng không? Chúng ta vẫn không phụ thuộc vào cái tích phân này. Chúng ta phụ thuộc vào cái cách xử lý cái hệ số này thôi đó nha, tích phân này nó có tính nó có dài nó có khó hay đổi biến các kiểu nó lòng vòng hơn đi nữa thì máy tính nó vẫn giải quyết được cho các bạn nó không phụ thuộc vào tích phân này tính khó hay dễ nó chỉ phụ thuộc vào hệ số AB thôi đúng chưa ok nhá và cái hệ thứ hai các lấy từ đây này nó là E cộng 12B bằng đáp án đúng chưa đó nha ok là các bạn nhá những câu như câu số 5 này này các em không giải hệ được vì đấy nó không có dễ nó không có dạng bậc nhất này. Câu 6 thì có dạng bậc nhất đúng không? Đây này. Giờ yeah, nó có dạng bậc nhất thì các em giải hệ được nhưng câu 5 này này đúng không? E cộng len của B trên 2 nó không phải bậc nhất. Thì chúng ta không không giải hệ như này được. Đó, các em nắm được nhá. Giải hệ được các em cứ ưu tiên giải hệ thôi, đỡ phải quét tên bồ Nha. Yeah. Rồi, à, các em giải quyết cái hệ này cho thầy đi em. Giải quyết hệ này cho thầy đi em. Nó tích phân này. Vân số là 3 x bình cộng với 5 x 1 chia cho x 2 và các bạn thấy cận thì vào từ âm 1 đến mấy nhỉ âm 1 đến 0 nhé đó nó lẻ lẻ thì mình vẫn lưu biến A bình thường đây là cái thao tác tự nhiên thôi hầu như là nếu mà bộ máy thì những cái dạng hệ số như này thì câu nào cũng vậy lúc đầu tiên lưu tích phần của biến A này và việc còn lại là các bạn giải hệ thử đáp án là xong thôi đây, cái hệ số trước A này nó là bằng len của 2/3 nhá. Menu 912. Uh, Bạn vào giải hệ trình hay ẩn ấy. Các em coi AB là x với y thôi. Nhập len 2/3 cho thầy vào này. Chờ. Yeah. Chờ, yeah, hệ số trước này. A là len 2/3 nhá. Bằng này. Hệ số trước B 1 thì các này. Hệ số tự do là ở né lớn ấy. Hệ số tự do là ở né lớn các nhá. Đấy, 0.9 mấy. Rồi, phương trình thứ hai nhập là thầy một này hai này đúng không còn cái hệ cuối cùng cái hệ số cuối cùng này nó đáp án thì các thay lần được từng đáp án vào thôi cái nào a bằng 30 này chờ mày nào nó ra ab đẹp đẹp thì các em chọn đây nó ra ab là các số vô tỷ này các này các em loại a đi các em bấm ac đi nhá đây các em bấm ac này rồi kem sửa cái hệ số tương ứng thôi sửa thành đáp án b là 60 này đấy nó cũng ra vô tỷ thì loại b chưa lại bấm ac đi và sửa cho thầy nhá thành 50 cũng vô tỷ lên loại C và chọn D thôi. Ờ đây. Ờ, chính xác em thử luôn cái đàn D bằng 40 vào này thì nó sẽ ra số đẹp này. Tích y bằng 21 với lại 19/2. Ok chưa em? Ok chưa? Đó nhá. Thì nó chắc chắn hơn, nó chắc chắn hơn. Nào. Ok chưa các ơi? A bằng 21 và B bằng 19/2. Nhá. Đó. Thì cách giải hệ này thì dù B nó có lẽ mình vẫn làm bình thường thôi. Không có đề gì hết đâu em. Nào có 6 đỉnh chưa nếu đỉnh thì comment chữ đỉnh cao có thầy cái à. ngon chép luôn <laughs> lịch chữa đề vào chủ nhật cận nhé lịch chữa đề vào chủ nhật các em xem cái lịch like thì để ở đầu kênh tiktok ấy nhá chả chưa thật là vào sau thì xem những câu đằng sau nhá đằng sau thì có thêm mấy câu nữa cho các em xem này có bảy bị trùng có một rồi không Ờ, ừ, câu 7 nó bị tương tự câu số 1 rồi nên là các bạn giải quyết luôn. S này bằng 1 thì không chữa lại câu 7 nữa nhá. Đằng sau mấy câu tiếp theo đi kìa. Sau còn mấy câu nữa cho các em này, đằng sau còn 3 hệ số, 4 hệ số này. Được chưa? Đó nhá, chốt hai hệ số xong nhá. Giải cho em mấy câu 3 hệ số nữa này. Đấy có mấy ông hỏi. Được chưa? Đó, hai hệ số thì có hai cách đấy các bạn. Một là dùng table và hai là chúng ta giải hệ như thầy vừa giải ấy để có dạng bậc nhất. Đấy, sang bài hệ số thì mình giải quyết như nào này? Sang bài hệ số giải quyết như thế nào? Nhá. Con làm câu số 8 đi em. Làm câu số 8 đi. Nhá. Đỉnh cao. <laughs> Ở xong đi nghỉ quá bạn. Làm ba câu tích phân. Chữa tí xong xúc miệng gái xong ạ. Các bạn thả tim mạnh lên nào các. Đó, chữa mấy câu sau rồi nó cháy, sang dạng mới cái, đọc comment game tí này. Được chưa? Ok chưa? <laughs> có gì nào ta không em? Nó có gì thắc mắc em hỏi luôn bên dưới nhá. Để uh, thầy chữa luôn. Giải quyết luôn. Xong ngày sang dạng ba hệ số nào. Có tám tự luận các em chia ra thức thôi. Tí thích thì chữa các em có tám tự luận nữa. Nhá. <cười> <cười> ok chưa con? Ok chưa? Nhá. Hôm nay thầy đẹp trai vậy. Ờ, các bạn thử mặc áo trắng xem. Con trai mặc áo trắng auto đẹp trai luôn các bạn. X10 độ lôi cuốn. <laughs> Nào, vẫn ổn đúng không? đề thường lịch chính một tuần thì chỉ like một buổi và chủ nhật thôi. Các bạn nắm được cái lịch like nhé. Hôm nay rảnh rảnh thì ngồi ra ngồi like các bạn một chút xíu vào buổi tối. Nên là tranh thủ nhá. Để chào. Những cái buổi like chuyên đề như này rất là ít luôn đấy. Hy vọng rằng là các bạn chăm chỉ hơn thì thời gian cuối này uh, thì sẽ cố gắng là like thêm game một số buổi như này tổng ôn cho các bạn nữa để các bạn có nhiều kiến thức hơn mình sẽ có đám đi em mình sẽ có đám đi này nhìn kỹ nhá hy vọng là xong câu này lên được năm trăm các bạn nhỉ mấy khi mấy khi nửa đêm mà nghe nửa đêm 500 bạn xem trực tiếp cháy cháy vậy để chơi em này nhìn kỹ câu táo nhá câu này các em muốn câu này ok câu này thì chiều lòng các bạn này đấy sau các em vote nhá câu này chữa các bạn hai cách nhưng mà các em muốn chữa tự luận trước hay là bấm máy trước tự luận các em comment số 1 và bấm máy comment số 2 nào cho các bạn 30 giây để vote nhanh tốc độ nhá yeah. đấy số nào nhanh thì chiến thắng nhá yeah. đấy được chưa các bạn chưa cách nào trước thì comment trước câu tám thì chữa gọn hai cách luôn nhá yeah. được chưa game ok chưa cái số hai trước à? Ôi rồi nhiều lắm, các <laughs> ông lười quá. thôi rồi, đây chữa cái số hai trước nhá. đấy, số ý, câu này các em làm kiểu như này, các em nhìn này. Có một số câu thì, câu này thì hình như là thầy có quay một cái video ngắn ở trên tiktok ấy, các em có thể là xem lại một cái câu thì nó rõ các nút hơn. Đó, các em vào đầu kênh các em xem ở một video ngắn ở trên kênh có đấy nhá. ok chưa? thì các em lưu ý kỹ cho thầy này. còn ở đây cái này nó e nó khuyết len đúng không? A nó khuyết len cái này các em sẽ dùng table. Bởi máy tính thì các bạn sẽ dùng table nhé. Nhưng mà table như thế nào? Các em vẫn lưu tích phân vào biến A cho thầy bình thường nhé. Thì mình sẽ có được A lớn đúng không? Bằng A nhỏ này. Cộng này. Cái B với C các em ấn hết trong len nhé. Cái hai này nó không có len thì mình để nguyên. Còn những cái này ông nào mà hệ số trước len ném hết lên mũ rồi thầy. Nó sẽ ra được là bằng len của 3 mũ B Cộng với lại len của 5 mũ C đúng không? đó Bây giờ kem khéo léo kem chuyển a nhỏ sang bên này này a lớn trừ a nhỏ này bạn này bằng len của ba mũ b nhân với năm mũ c đúng không đó len của một tổng thì thành tích được chưa và từ đó kem rút nhẹ cái lõi ra ba mũ b nhân với năm mũ c này bằng e mũ a lớn trừ đi a nhỏ bạn nhé đấy khi mà kem đã biến đổi được về như thế này rồi ấy. kem lại tư duy về như, như sau này Để về bên tay trái lúc này này nó là Fx Yeah. còn vế phải này nó chính là cái hàm số ẩn ẩn e bằng x đấy chưa yeah. ok chưa yeah. và đây kem quét thôi nhá yeah. kem quét bình thường thôi chưa yeah. bấm menu tám này bình thường thôi kem cho chạy từ chín chỉ đến chín ấy bước một là xong rồi đó nhìn nha tích phân trước đi cái... kê phân trước này x bình đúng không cộng với năm x này cộng hai chia cho mẫu này nó thành là x bình nhỉ cộng 4x này cộng 3 các đây mình đẩy sang từ 0 đến 2 các em nhé đó các em bấm sơ e thôi đồng ý chưa đó và bây giờ các em bấm menu 8 này nhập cho thầy cái vế bên tay a uh, trái cái vế bên tay phải ấy. cái hàm số mình vừa thiết lập đúng không nó là em mũ a lớn trừ a nhỏ nhỉ là trừ đi x ấy đấy và kem cho nó chạy từ trừ 9 đến 9 bước bằng 1 nhưng kem lưu ý lúc này cái fx này nó không phải nó số nguyên đâu nhé nó chỉ là dạng hữu tỷ cũng được các em xem, xem có điều đặc biệt không. Dạng nào nó, đến số nào nó. Đây, các em thấy này. Các em phải vừa đẩy xuống và vừa bấm cái SD chia, chia D này. Thì cái nào mà nó có dạng phân số ấy, nó chuyển sang dạng đây này. Cái nào dạng phân số nó chuyển về dạng phân số, ok? Nhá. Ok chưa? Đó còn riêng những cái này này, ví dụ là số vô tỉ chính thức ấy. Các em bấm cái phím này này, nó không chuyển về phân số đâu. Nhưng, đại các em thấy không? Trong tất cả các số C nhá thì có C bằng 2 thôi. Nó chuyển cái thằng này thành phân số này, vậy thì kém đồng nhất thôi. Dự đoán này. Dự đoán này. A e bằng x bằng 2. Còn cái 3 mũ B này nhân với 5 mũ C này nó bằng 25 phần 27. Được chưa các okay? em? Đó. Đó là kem đồng nhất hệ số, các em tìm thêm BC nữa là các em có kết quả luôn. Nhá. 25 thì nó là bằng 5 mũ 2 chia cho 27 là bằng 3 mũ 3 đúng không? thì nó bằng 5 mũ 2 này nhân với 3 mũ âm 3 đúng chưa? 1 chia 3 mũ 3 thì bằng 3 mũ âm 3 này và đồng nhất các em sẽ tìm được ngay B bằng âm 3 và C bằng 2 thôi Ok chưa okay. em Bây giờ các em nhân vào thôi tích ABC nó sẽ là bằng âm 12 Đó, các em chọn là C này Nào, đã hệ số đỉnh cao chưa? vẫn đỉnh như con mình đỉnh giúp thầy bây giờ cái sang tí tự luận nữa là đẹp trai luôn đúng chưa em cứ ra đến đoạn fx bằng là em hiểu rồi <laughs> được chưa ok là chưa con nào ở livestream này các em không xem lại được nhé yeah. livestream này không xem lại được đó Thế nên là bạn nào xác định học với thầy là xác định tinh thần là học trực tiếp và làm trực tiếp luôn nhá. Được chưa? Ra chiến trường luôn đi các bạn, một đi không trở lại luôn nhá. Học tập trung rồi các bạn. Được chưa các okay? Quan trọng là mình phải biết cách thử. <laughs> Quan trọng là mình phải biết cách thử các bạn. Được chưa? còn không biết cách thử thì thử đến sáng không ra là đúng rồi chưa yeah. mình học tư duy bản chất thì nó cũng không sợ gì đâu ok đây câu tám tự luận này hứa các em chữa hai cách thì chữa thêm các em thêm cách tự luận câu tám nữa bạn chia đa thức thôi nhá yeah. bạn chia cái x bình này này cộng 5 x cộng hai chia cho này x bình cộng với bốn x cộng ba nhá đồng ý cho em đồng ý chưa đấy Nhìn cái này, x bình j bình thì bằng uh, bằng 1 thôi đúng không em? Bằng 1 thôi. Nhân ở đây. Thì nó sẽ ra được là bằng đây này. Nó ra được là bằng x bình này cộng 4x cộng 3 này. Các em lấy trên trừ do dưới thôi đúng không? Nó bắt x bình rồi. 5 4 nó còn x này, 2 3 ra âm -1. Đó. Vậy thì lúc này này, cái tích phân ban đầu các em tách ra thôi. Chỉ ban đầu căn tách thôi. Bằng này. Đây. Cái kết quả là bằng 1 đúng không? cộng cái này này cái uh, phần dư đây là phần dư này các em được để đưa đơn trên tử ấy. đưa x trừ một chia mẫu này đó nó là cái x bình cộng 4 x cộng 3 các em tách tích luôn nó là x cộng 1 nhân x cộng 3 đấy các bạn tích đồng ý cho em cái mẫu này các em tách tích luôn nhé đó được chưa cộng phần dư chia cho mẫu ấy. mẫu tách tích luôn lại tách tích được đến đây này này, cái này thì thầy vừa mới dạy kem trong lớp học rồi Nó có 3 cách tách đúng không? Một, đó là dùng công thức nhanh Hai là dùng đồng nhất thức Ba là nhẩm Được chưa? Thì, câu này thì thầy hướng dạy các bạn cách tổng quát đó là dùng đồng nhất thức nhé Dùng đồng nhất thức này Thì các bạn sẽ dùng đồng nhất thức như sau Đó là E chia cho mẫu thứ nhất là x cộng 1 Cộng với B chia mẫu thứ hai Lấy x cộng 3 nhé Và kem quy đồng lên Kem quy đồng lên Đây này nó sẽ ra được là x cộng 3e đúng không cộng với lại bx cộng b chia cho mẫu này này nó là x cộng 1 nhân với lại x cộng 3 đó được chưa trên chia dưới này em tách được như này nhá sau khi chia xong rồi em dùng đồng nhất thức em tách cái này thành hiệu nữa là xong thôi đó thì em sẽ thấy được ngay này nó thành a cộng b nhân x đúng không cộng với ba a cộng b này chia cho cái mẫu là x cộng 1 nhân với lại x cộng 3 và để cái ông này bằng ông này này Các em cho cái tử nó bằng x 1 đúng không? Tức là gì? Đây Tức là cái hệ số trước cái này nó bằng 1 Và cái số tự do này bằng âm 1 ấy. đấy Được chứ? Là 3A cộng B Và mình giải hệ ra tìm được AB thôi Nhá Menu cái này nó là 912 đúng không? Hệ số là 1, 1 1 này Và 3 này 1 âm 1 đúng không? Em giải nút ra này tìm được AB đấy A bằng âm 1 và B bằng 2 còn nhớ Được chưa Vậy tóm lại này Cái bắt đầu này này, Các em sẽ tách ra được Ngay nó sẽ là bằng gì nhỉ B các em viết trước đi Nó bằng 2 chia cho x cộng uh, 3 Trừ đi uh, 1 chia cho x cộng 1 Đúng không Đây B các em thấy đây Trừ đi từ Trừ đi 1 các em đưa dấu âm ra ngang này Nhá Ok chưa Cái này các em hoàn toàn làm ra nháp nhá Đó và cái tích phân ban đầu này này nó trở về tích phân từ 0 đến 2 của 1 đúng không? Được chưa? Cộng với lại 2 chia cho x cộng 3 này các này. Và trừ đi 1 chia cho x cộng 1. Đấy. Đã. Để tách được cái thằng này xuống thằng dưới này này. Em phải làm một đống này nó mới ra được. Nhưng mà trình bày vào tự luận nó chỉ ngắn gọn như này thôi. Được chưa? Và đến đây nó hoàn toàn là những cái nguyên hàm cơ bản rồi. Các em công thức vào là xong nhé. Bằng x này. Cộng với lại 2 chia cho x cộng uh, cái này là lẽ. Nguyên hàm của 1 bằng x nhé các bạn nhé Đây là 2 len đúng không hai len của chị đối x cộng 3 Được chưa Trừ đi len của chị đối x cộng 1 Đấy Và các bạn đừng quên thế cận cho thầy vào nữa nhá 0 đến 2 vào là xong thôi đúng không Được chưa Các Bạn thay cận cho các em trừ cho nhau nhé Thì nó đưa về kết quả ban đầu thôi Được chưa Nó sẽ ra được luôn ABC đấy Sẽ ra được luôn ABC đấy Nhá Ok là các bạn nhá Nó sẽ ra được luôn đấy Nhá các em tự uh, tính nốt uh, thay vào nhé đầu nhất hệ số tìm kết quả cho cho thầy nha Giải ra lên là ok rồi đúng không Cái khó nhất là các em tách được cái này thôi Còn bạn nào mà không nhớ cách đầu nhất thức này các em có thể dùng công thức nhanh cũng được Từ đây để đây này các em có thể dùng công thức nhanh cũng được Được chưa Dùng công thức nhanh cũng được thì trong lớp của thầy thì các bạn đi lưu ý kỹ nhé lưu ý kỹ thì trong lớp thì thầy có một cái quyển này đi tặng kèm lớp học thôi thì các bạn sẽ có được những cái lý thuyết từ lớp 10 lên lớp 12 luôn các em ôn tập cho nó dễ này thì thầy có nhắc cho các em rồi các em có thể xem lại trong đây thì có mấy cái đồng nhất thức các em hay gặp ấy đây này bạn nào mà muốn học chuyên sâu về đồng nhất thức thì nó sẽ có bốn cái mà các em hay gặp đây cái dạng một chia cho a cộng m nhân b cộng n này đấy hoặc là mx cộng n chia cho x trừ a nhân x trừ b này các bạn này đấy nhá ok nhá, có này thuộc cái dạng số mấy nhỉ? đây, ở đây thì nó thuộc cái dạng đây, dạng số 2 còn này, chưa? x trừ một đúng không? đây, em tách em tìm được ab, được chưa ok? tách em tìm được ab, nhá, ok là nhá, một số cái đồng nhất thức khác nữa em sẽ tụng tách như thế này, đó, thì các bạn có thể là ưu tiên dùng một số cái đồng nhất thức hay gặp để các bạn làm, ok chưa ok? ok là chưa còn nhiều đồng nhất thức khó hơn Các em nắm được những cái đồng nhất thức hay gặp Các em làm bình thường Nào Câu Tám có hiểu cả chưa nhỉ Đáng có hiểu, hiểu cả chưa Tốt nha Câu Chín thì tự luận tương tự nên là Thầy sẽ không nói nữa Chúng ta có thể làm Bởi máy câu số 8 câu 9 gần giống nhau thôi đúng không Dạng B lên Cộng C lên này con này Tách ra tìm ABC thôi Nhá Nhưng mà các lưu ý chỗ này này ABC là các số hữu tỷ đấy thì tí nữa thầy dạy các bạn cách nó giải quyết nha giờ số hữu tỷ vẫn bớt được bình thường nhé nhiều bạn bình thường chỉ quét được số nguyên đúng không ừ, số hữu tỷ cũng không biết là đồng ý chưa ba hệ số hữu tỷ nha nào ba hệ số hữu tỷ giải quyết như nào các okay? em nãy tây bồ nãy dần toàn bấm số nguyên đúng không sang hữu tỷ thì sao nào các giải quyết như nào cái này chỉ tặng lớp học thôi nên là các em xem kỹ nhé trước khi chữa câu số 9 này thì thầy có hướng dẫn thêm cho các em một chút xíu nếu mà bạn nào đang cảm thấy mình đang yếu nhé và cần một cái lộ trình học thực sự thì thầy hướng dẫn chung cho các em về cách học này thì cách học tốt nhất trong bây giờ ấy, bạn nào mà đang cảm thấy mình học chưa hiệu quả còn học mà vẫn chưa tiến bộ là vẫn dậm chân tại chỗ hoặc điểm vẫn đang thấp thì cách học tốt nhất bây giờ đó là gì đó là các em sẽ luyện đề cùng với thầy trong lớp thầy thì thầy đang được chữa các em luyện đề hai đề trên một tuần được chưa có chấm chữa và các em được xem lại đầy đủ tất cả các buổi học như trong lớp học nữa còn ở ngoài các em xem trực tiếp thôi các em không xem lại được thì đôi khi nó sẽ không được đầy đủ như trong lớp học được chưa? Các em luyện hai đề trên một tuần nha sau đó này sau đó này các em được tặng kèm lớp chuyên đề các em yếu đâu nha được chưa? Được các em học bổ sung học bổ sung các phần yếu trong lớp chuyên đề. Đấy cái quan trọng là kem học, Kem luyện đề, Kem có chỗ để các em ôn tập lại. Được chưa? Trong lớp này thầy dạy Kem phun tất cả các dạng rồi. Từ tự luận để bấm máy cho kem rồi. Được chưa? Bình thường thì Kem em học họp thì không bao giờ tốt bằng cái việc luyện đề tổng ôn trong lớp livestream đâu. Kem học trực tiếp các em biết đúng không? Vì kem học học Kem không có chỗ để các ôn tập lại. Nhưng trong lớp chuyên đề của thầy thì hệ thống cho em tất cả các dạng rồi em luyện đề em yếu đâu các em bổ sung đấy chờ gần như kiểu là các vá vá lỗ hỏng ấy thì nó sẽ tiến bộ rất là nhanh luôn đó bây giờ một tuần các em luyện hai đề thôi thì cam kết với các bạn những bạn nào đang tầm năm sáu em tiến bộ thần tốc luôn được chưa ok chưa nhá cái quan trọng là các em có chỗ để ôn tập lại đấy nhá và thứ ba đó là gì đó em không mất thời gian để các em học lại những cái dạng ở trong lớp chuyên đề nữa luyện đề yếu đâu xem lại được thôi và kem có thời gian để kem ôn chuyên sâu vận dụng cao. Vận dụng cao 8 cộng 9 cộng ấy. Nếu mà kem không có thời gian kem mày mò và nghiên cứu chuyên sâu. Thì không bao giờ kem lên 9 cộng được. Đây là một điều thầy có thể khẳng định với tất cả các bạn. được chưa? Nó khác hẳn với cách học dưới 8 điểm nhé. Dưới 8 điểm kem cứ luyện đề và kem xem những cái phần yếu ở đâu bổ sung đấy là được thôi. Nhưng để từ mức 8 đến 9 các Kem phải học chuyên sâu vận dụng cao theo đầy đủ một lộ trình. Thì mới tiến bộ được đúng chưa đây là cách mà thầy đã dạy rất nhiều năm rồi và tất cả các bạn đều tuân theo lộ trình này tiến bộ rất là tốt trong giai đoạn này luôn nhé ok chưa các em thì một số bạn nếu mà bạn nào cần này thì các em có thể là chạm nhẹ vào cái màn hình này nhé để được tư vấn về cái lộ trình học cho các bạn phù hợp được chưa ok chưa okay. các em có thể là chạm màn hình này này các bạn này bạn nào mà chưa follow kênh ấy các em có thể chạm màn hình này đó thì nó sẽ hiện kênh của thầy lên lịch lai thì chính là vào thứ năm mới chủ nhật còn những cái buổi live tối như thế này nó là một số buổi live ngoại khóa. Được chưa? Ok chưa? Thì các em chạm vào đầu kênh này, này các bạn này. Sẽ hiện đến kênh của thầy nhé. Ok chưa? Đó, bạn nào chưa follow thì follow nhẹ giúp thầy phát nhé Để nó sớm lên 200 nghìn Hít. Đấy, thì ở đây sẽ có đầy đủ cho các bạn về cách tư vấn này Một đó là các em có thể nhắn tin tin cho fanpage nhé Để được anh chị trợ giảng tư vấn các bạn vào lớp đầy đủ theo cái lộ trình và mức học các em đang có này Và phù hợp cho các bạn để chúng ta vào lớp học sớm có một số video học thử thì các em có thể là xem video quay ngắn ở trên đây nhá đó là cách mà chúng ta có thể là nhận tư vấn đầy đủ về lớp học nếu mà chúng ta cảm thấy rằng là mình đang thiếu một cái lộ trình bài bản nhá thì trong lớp thì thầy đang học theo lộ trình như này Đang học theo lộ trình như này nhá luyện một uh, tuần hai đêm và yếu đâu thì xem lại các phần chuyên đề yếu nữa và tầm từ tháng 3 các em sẽ bắt đầu ôn chuyên sâu vận dụng cao những cái phần trọng tâm nhá để mình bứt tốc từ 8 cộng lên 9 cộng 9 thì các em đợi video ngày mai thầy có quay up trên TikTok cho các em nhá. Được chưa? Ờ tự luận thì các bạn sẽ chia thử cho này xem. 4x bình này cộng với 15x cộng với 11. Được chưa? Xem BC như nào các bạn nhá. Chia cho 2x bình thôi. Với 5x 2 đúng không? Rồi. Ok làm đấy. Câu 9 này chữa tạm tự luận trước các em nhé Bởi mấy các em đợi ngày mai xem trên kênh TikTok nhé thì nó sẽ là 2x2 đúng không 4x bình này cộng đây nó là 10x và cộng 4 em trừ đi cho nhau đi 4x bình trừ 4x bình thì nó là bằng 0 rồi 15 trừ 10 có 5x đúng không 11 trừ 4 thì nó sẽ ra được là bằng mấy nhỉ 11 trừ đi 4 nó sẽ là bằng 7 đấy đúng không rồi em chia tiếp đi thì nó sẽ về được cái gì nhỉ các bạn nhỉ bây giờ mình tách thôi tích phân từ 0 đến 1 nhá. Tính phân ban đầu này các bạn này. Nó sẽ đưa được về là thứ nhất đó là cái mẫu này. Đây. Là 2. Cộng với lại cái phần dư nó là 5x cộng 7 ấy. Và chia cho mẫu lúc này này, nó là 4x. À, nó là 2x bình. Cộng với 5x cộng 2 đúng không? Cái mẫu này các em tách tích được không em? Mẫu này các em thử tách tích xem nhé. Bằng cách là giải với như bậc 2 thôi. Hệ số nó là 252 này đó nó ra âm 1 phần với âm 2 đúng không vậy thì tách tích bình thường mẫu này nó không tách tích được thì mới khó thôi còn tách tích được thì giải quyết bình thường thôi bằng hai cộng nha các nhá tách tích được thì nó giải quyết bình thường thôi ra bao nhiêu bạn nhỉ nó sẽ ra được là bằng 5 x cộng 7 này mẫu này có hai nghiệm là âm 2 à âm 2 thì cam tách là này x cộng 2 thôi nghiệm là âm 1 phần 2 thì cam tách là thành 2 cộng 1 Ok chưa? Đó. Bây giờ dùng đồng nhất thức thôi đúng không? Nó là E chia cho mẫu thứ nhất lấy cộng 2 này. Cộng với B chia cho 2 cộng 1 này. Đó. Các em quy đồng lên nhé. Quy đồng lên để đưa về cái thằng bán đầu ấy. Nó sẽ ra được là 2AX cộng H, cộng A. Cộng với lại đây là BX. Đúng không? À, cộng BX cộng 2B này. Chia cho mẫu đúng không? Là X cộng 2. Nhân với lại 2 cộng 1. Và kem đồng nhất thôi đúng không? Hệ số trước x này này. Nó là 2A cộng B. Bằng 5. Và hệ số tự do nó là e cộng 2B đúng không? A cộng 2B bằng 7. Đấy. Thì mình giải quyết nốt cái hệ cho thầy nào. Menu 912 nhé. 215 đúng không? Và 127. Được chưa? Cách làm tự luận thì nó không có gì mới hết. Giống hết câu 8 thôi. A bằng 1. Và B bằng 3 nhỉ? Đấy để căn tách thôi. Căn tách thôi. Cái ông ban đầu này này. Đào nốt cái tích phân nhá. Ông ban đầu. Được chưa? Để đưa về tích phân từ 0 đến 1 nhá. Hai giữ nguyên này. Cái tích phân ban đầu thì mình tách ra thành là 3 chia cho gì các bạn nhỉ? a bằng 1 đúng không? 1 chia cộng 2. Được chưa? 3 chia cho 2 cộng 1 này cộng với 1 chia cho x cộng 2 dx. Đấy. Đấy từ đây đến đây thì nhìn thì nó ngắn nhưng mà các em sẽ phải thực hiện một số thao tác phụ ở ngoài nhép thì các em mới tách được như này đúng không và đến đây rồi thì anh làm được hết rồi các em chỉ việc áp dụng những nguyên hàm cơ bản và về được là 2x đúng không hay về len đúng không hay về len đây đúng không cái này các em phải thế nào ba các em giữ nguyên này cái này phải là 3 phần 2 đúng không cộng với lại 3 phần 2 nhân với len của trị đổi 2 cộng 1 ok chưa các okay anh Cộng với lại đây là 1 chữ x cộng 2 đúng không? Thì nó là len của chữ đối x cộng 2 thôi. Và các em thấy cận vào từ 0 đến 1 là được rồi. Đúng nhất nhé Thế một đây thì nó sẽ được bằng bao nhiêu cận nhỉ? Bằng 2 này. Cộng với lại 3 phần 2 đúng không? 2 cộng 3 phần 2 len cái này là len 3. Được chưa? Cộng cái này nó là 1 thế đây là ok rồi. Cộng len 3 này. Được chưa? Trừ đi nhá Đi nhá Em thấy không đây đi 0 này em Thấy bằng 0 đây thì nó là len 1 hay bằng 0 rồi này à, Cộng len 2 đúng không? 0 này ra len 2 rồi Thì trừ len 2 thôi Em chỉ tiêu bớt đi Nó ra 2 này Cộng với 3 phần 2 cộng 1 phần 2 có bao nhiêu các bạn nhỉ? À 3 chia 2 cộng 1 Nó ra bằng 5 phần 2 đấy Đúng không? 5 phần 2 len 3 Trừ đi len 2 nhé Rồi ok Đồng nhất lúc này các em tìm được A thôi A là mấy nhỉ? A 2 B là hệ số trước lên 2 là bình âm 1 Và C ở đây nó sẽ là bằng 5 phần 2 các em nhé Ok chưa? Đấy Thì đến các em ra được T này Bằng A nhân C trừ B đúng không? Thì A đây là bằng 2 nhỉ? Nhân C là 5 phần 2 này Trừ đi B đúng không? Trừ B đây là trừ đi chữ 1 là cộng 1 Nữa Nó sẽ là bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng 6 ấy thì Các em chọn là B nhé các em nhé Thế thôi Thế thôi Đấy, tự luận các em sẽ làm như vậy. Tự luận câu này các em sẽ làm như 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 vậy nhá. Đồng ý cho em. Ok chưa? <laughs> Giờ năm ngoài vẫn đang xem thầy á. <laughs> ok nhá. Câu 9 nợ các bạn ngày mai các em xem trên kênh TikTok giúp thầy nhá. Đồng ý không? Nếu đồng ý thả tin giúp thầy cả này? Đấy, mai thì quay video cho. Nhá. Có thể là dây xem lại kỹ đề bài xem mai thì quay video up trên top top cho. Nhá. Đồng ý chưa? còn chữa bù tự đoạn trước nhá cái bù tự đoạn trước chia đa thức thôi hợp lý chưa hợp lý chưa <laughs> Hiểu hết lút nha ok ok dạ chẳng có gì chống được cái gì đó mình cứ cách nào nhanh thì mình chiến thôi nên là cách nào mình cũng là thế thôi không bấm được thì làm tay không làm tay được thì bấm máy cứ linh hoạt cho nhau vậy các bạn chảo gì mà phải lan tan hết đúng không? <laughs> Vui vẻ không quạo. <laughs> Để chơi các bạn. Ok chưa? Có ơn nhỉ? câu này thì đối với hàm hai biến thì dù nguyên hay không nguyên thì chúng ta vẫn làm bình thường thôi. câu này các bạn nhớ cách giải hệ chưa? Cái này gần gần giống câu giải hệ chúng ta vừa mới làm rồi đúng không? chảo gì lăn tan hết đúng không? Được chưa? cho nhà nha các bạn nhá. nào ok thầy gợi ý cách tự luận trước nhé bạn nào thích làm tự luận thì gợi ý cam tách thì mẫu ra thành x cộng một nhân x cộng hai và kem tách thành hiệu tách thành hiệu đấy các bạn có thể dùng đồng nhất thức tách thành hiệu hoặc là kem nhẩm cái quy tắc nhẩm tách thành hiệu thì có dạy các bạn trên lớp rồi đúng không ô số cái quy tắc hoặc là các em dùng công thức nhanh được thì các bạn em về suy nghĩ thêm cách tự luận nữa nhá dạng này thì về vừa mới làm rồi tách hình hiệu mấy lần rồi không không làm lại nữa còn cách bấm thì các bạn vẫn lưu ở e lớn thôi bằng này A lên hai đúng không cộng với b lên ba giờ còn cái tổng a cộng b này các em dùng giải hệ thôi đúng không tính a cộng b thôi bằng đáp án này đấy mình giải hệ tìm thử đáp án xem nào nó ra AB đẹp đẹp mình chọn nhá. Thì tích phân trước đi con. 1 chia cho x bình cộng 3 cộng 2 nhỉ. Cận bình thế từ 0 đến 1 vào nhá. Ok là chưa? Nó hơi lẻ lẻ một chút xíu mình lưu ở A cho thầy nhá. Giờ thì uh, giải nốt cái hệ là xong rồi. 912 nhỉ. Hệ số là len 2 này. Len 3 này. A lớn này. Được chưa? Hệ số tự do là 11 1 và đáp án đúng không? Đáp án A bằng 0 nhỉ ra số vô tỷ rồi, các em loại, loại 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 A đi. Em sửa sang câu B nó bằng 2 đây xem. Nhá. Cũng ra số vô tỷ rồi, loại B rồi các bạn. Tổng bằng 1 xem nào. À ok, nó ra a 2b -1 đấy. Thực ra số nguyên nó cũng là số hữu tỷ với mẫu bằng 1 thôi. Mình chọn C này các bạn này. Ok ra các bạn nhá. Đó thì kết luận đây. A bằng, uh, 2 và B bằng âm -1 tự luận các em cũng tìm được AB ấy mà hợp lý chưa hợp lý chưa <laughs> ok chưa các em đấy công người bấm các bạn bấm như vậy nhá các em phải nắm được trong hai biến thì một số câu chúng ta sẽ giải hệ một số câu chúng ta sẽ dùng table câu 11 các em sẽ dùng table này một thì nó là hai biến thì các em vẫn dùng table bình thường được chưa? Hai biến thì vẫn dùng table bình thường thôi. Thì cái tên nó bắt tính tổng A bình cũng B bình này. không dạng bậc nhất. Được chưa? Thì mình sẽ không không giải hệ được mà phải dùng table thôi. Tự luận thì cái này các em nắm được cách giải rồi đúng không? Cái này các em tách thành là x cộng uh, mấy nhỏ x cộng 1 nhân x, x cộng 3 ấy. Được chưa? Các em tách tích rồi các em dùng đồng, đồng, nhất thức ấy. Được chưa? nhá tự đoàn cam tách rồi nhá cam tách về cái dạng e chế cộng một này cộng với b chia cho x cộng ba đó sau đó các em đưa về len chưa em lấy nguyên hàm các em đưa về len nhá dạng này các em vừa mới làm đồng nhất thức mấy lần rồi có nào mà chữa tự luận nó kiểu dạng mới mới thì mới làm thôi dạng nào nó cũ cũ thì thôi đồng ý không đồng ý không nha còn câu này thì table các em sẽ làm như này. Được chưa? Cái này là tự đoạn nhé. Đó, các em sẽ đưa về cái cái hiệu. Được chưa? Và tính nguyên hàm đưa về len. Cái này dùng đồng nhất thức này. Còn bấm máy thì các em bấm tích phân ở lưu bản E lớn gọn nhá Đưa về được là E lên 5. Đúng không? Cộng với B lên 3 này. Được chưa? Ở chỗ này các em có thể khéo nào các em rút A cho thầy đi. Rút A ra nhá yeah. để chưa rút ai rút b đẹp hơn nhỉ rút ai rút b đẹp hơn đấy các bạn đây a b ở đây nó cũng là xuống nguyên thôi nên là các bạn có thể là rút kiểu gì cũng được rút a đi a dễ nhìn nhỉ rút a nhỏ ra ấy nó bằng a lớn đúng không trừ đi cho um, b lên ba này đó chỉ cho lên năm thôi đúng không đó nhé ở lúc này thì các bạn có cho được cái a này này nó sẽ là bằng fx đúng không B này thì nó đưa vào cái gì vậy nhỉ? Đây, B ném vào table B ở nick nhá. Được chưa? AB nguyên này, được chưa? Các em có thể cho nó chạy từ uh, từ 9 đến 9, bước 1 cũng được. Ok chưa các em? Xem nó có ra không nhá. Cái nút 8 này. Cái nút 8 này. Nhập rồi các bạn. A tích phân tính đã. Tính tích phân đã số nó x chữ 1 Chia cho x bình này cộng 4 x cộng 3 cận thì con thế từ 0 đến 2 vào nhé đó và lưu ở thôi và các em nhập cái biểu thức vừa mới thiết lập table ấy A lớn này trừ đi uh, B là x len 3 đúng không Chia mẫu là len 5 và cho nó chạy được trừ 9 đến 9 này bước 1 đúng không đó nếu mà nguyên thì các em soi nó rất là nhanh đây các em thấy cái cặp âm 32 này này B bằng x bằng âm 3 và A bằng fx bằng 2 đó Chờ. số câu kiểu vô tỉ thì nó sẽ đặc biệt hơn một tí thôi một số câu nếu mà AB nó nguyên thì các em quét nhanh lắm chả vấn đề gì hết hầu như là những cái cặp AB nguyên thì làm chả vấn đề gì hết được. rồi bây giờ mình tính tổng A bình cộng B bình thôi cái hai bình cộng với âm 3 bình có bao nhiêu bạn nhỉ 4 cộng 9 bằng 13 một a gọn nhá Ok cho em ơi Ok chưa? Còn vài câu dạng mới mới nữa này. Hiện tay thì băm nốt đi con. Hiện tay băm nốt vài câu nữa. Nhá. Là trên TikTok các em không xem lại được đâu. Nên là các em xem trực tiếp nhé. cái dạng này nếu mà các em học bài bản thì các em để là đăng ký trên lớp học bình thường. Nhá. Bạn nào mà muốn đăng yếu lý thuyết hoặc là muốn ôn một lộ trình bài bản thì các em có thể là nhắn tin cho fanpage để được tư vấn nhé. Cách nhắn tin thì thầy có hướng dẫn cho các em rồi đấy. Các em chạm nhẹ vào đầu kênh này này nó lổi cái kênh của thầy lên đúng không đó các em kích vào đây này ở đầu kênh thì có để cái chỗ để cho các bạn nhắn tin cho fanpage đó các em chạm vào đầu kênh nó sẽ nhắn được cho fanpage thôi thì sẽ được các bạn tư vấn đầy đủ rồi các em mới có thể là vào lớp học theo một cái lộ trình phù hợp với mình nhé đấy là cái hướng dẫn cho những bạn nào mà đang yếu muốn cầm một lộ trình chung thôi rồi sang 12 đi em ơi sang 12 đi là cái dạng này dạng đủ ba cái hệ số này rồi này dạng ba đủ ba hệ số này thì các em gặp cũng rất là nhiều trên mạng người ta cũng dạy các em những cái dạng như này rất là nhiều nhưng mà những cái dạng như câu 8 câu 9 thì ít đó câu 8 câu 9 thì ít nhưng những dạng như câu số 12 này thì các em gặp khá là nhiều dạng này thì dễ này dạng này thì bằng máy tính thì nó khá là dễ các bạn nó không khó như những cái câu 8 câu 9 đâu vì nó đầy đủ cái các men như này em rút nó rất là dễ câu này tự luận thì thầy hướng dẫn thêm cho các em nhé tự luận thì bạn nào mà muốn làm thì các em dùng đồng nhất thức thôi vì mẫu nó tách tích từ bình thường mà 922 này một âm ba và hai đúng không một số câu nó khó nếu mà mẫu nó không tách tích được thôi chứ mẫu tách tích được thì kem em thấy này có nghiệm là hai với một ý các em tách được thành x trừ một nhân với x trừ hai đúng không đó các em dùng đồng nhất thức thôi đó, các em đưa về cái dạng nó là e chia cho x trừ một cộng với b chia x trừ hai và kem tính nguyên hàm các em đưa về len cho nhá dùng đồng nhất thức để đưa về dạng này và tính nguyên hàm đưa về len nhá phương pháp tự luận là như vậy cái về em làm thêm nhé chữa mấy câu như này rồi còn bởi bấm máy tính câu này thì các bạn sẽ bấm cái tích phân này này các lưu ẩn a lớn đi được chưa lúc này thì a B, C gặp ẩn hết vào trong len rồi thầy nhé ẩn hết ở trong len này Chờ. nó sẽ ra được luôn đấy nó là gì nhỉ nó là len của ba mũ e đúng không cộng với len của 2 mũ B và cộng với len của 5 mũ C các bạn. Được chưa? Và lúc này len của một tổng thì đây là các tổng này, tôi bằng len của tích đúng không? Đó. Và đây các em khéo léo các em rút ra nhé. Các em rút cái uh, lõi ra này. 3 mũ E, nhân 2 mũ B và nhân 5 mũ C các Nó sẽ là bằng em mũ A lớn. Đó. Được chưa? Đến đây rồi các em sẽ thử xem em của A xem nó ra số đẹp không nhá tính cái tích phân này xem phân số này 5x trừ đi 8 chia mẫu là x bình trừ đi 3 cộng 2 đúng không cận có thế thứ ba bốn rồi nhá chờ cắt lửa A đi và chúng ta thử em của A lớn xem nào em của A lớn nó ra 27 phần 2 này thì nó khá là đẹp cận nhá 27 phần 2 bây giờ mình tách này giờ mình tách này 27 thì nó sẽ là bằng 3 mũ 3 đúng không? Chia cho 2 mũ 1. Đúng chưa? Ở vậy thì cái 5 ở đâu nhỉ? Ở 5 này khả năng là 5 mũ 0. Đúng không? Khả năng nó là C bằng 0 rồi. Đúng chưa? Khả năng là C bằng 0 thì nó mới khuyết 5 được. Nó khuyết 5 này. Đấy. Nhân thì cái này là 5 mũ 0 đúng không? Đấy. Nó bằng 3 mũ 3 này nhân với này là hai mũ âm một này đến năm mũ không ấy đó, đó. nhá vì căn tách cái thằng này nó ra theo cái số nguyên tố rồi thì nó không có năm đấy chưa hai bảy ba ba này mẫu là hai là hai mũ một đấy em đưa lên trên tử thì nó thành hai mũ âm một vậy thì nó khuyết cái ông năm mũ c thì tức là năm mũ không và đồng nhất thôi em tìm được cho thầy là a bằng ba này b bằng âm một c không đó vì nó khá là ngon nhé. Nhưng cái dạng mà chứa cả ba nguyên đầy đủ như này thì nó dễ này. Nhưng mà nó khuyết mất một cái len thì nó lại khó hơn. nhá. Xong rồi đấy các em. Giờ tính cái mũ này thì các em làm bình thường thôi. Đảo. Nó thành hai mũ này. N a là bằng 3 đúng không? trừ đi b nhá. Trừ -3b là trừ đi 3 nhân âm -1 là cộng 3 này. Cộng c là cộng 0 này. thành 2 mũ 6 bạn. 2 mũ 6 nó bằng 64 đúng không? 2 mũ 6 64 đấy. Ok nhá. 12 là D này các bạn này. Đấy. Thì những cái dạng len đầy đủ này thì nó không không khoai bằng những cái dạng mà nó khuyết mất một cái len đâu các okay. em. Nào. Câu 12 các em hiểu cả chưa nhỉ? Nếu hiểu cả rồi thì có comment đỉnh giúp thầy bên dưới cái. Để mình tiếp tục mấy câu nữa. Nhá. Ra <laughs> video bấm máy á. Các có thể xem lại trên kênh có một số cái video thì có giữa một số câu như này này. đó bạn nào mà chưa kịp làm các có thể là cáp màn hình và em kỹ lại một tí nhé lý thuyết thì thầy chỉ kịp dạy trong lớp học thôi các bạn chứ ở ngoài thì một là tổng ôn luyện đề hai là chữa một số câu bài tập ngắn ngắn tiện câu nào lý thuyết ngắn ngắn thì nhắc lại thôi chứ ở ngoài tường thì thầy mà chữa lý thuyết các bạn thì nó lâu lắm các bạn nó dài nữa với các bạn cũng chẳng ai xem lý thuyết ở ngoài tường hết nó không thực tế các bạn được bạn nào muốn ôn lý thuyết thì các em có thể là đăng ký lớp học còn vào học theo một trình bài bản đầy đủ nhá chứ ngoài tường thì không chữa lý thuyết đâu Mới trường tường dạy lý thuyết thì ai xem ạ chả ai xem lý thuyết hết thường nó lịch chính là vào chủ nhật thầy chữa luyện đề đấy các bạn cái bạn nắm được cái lịch nhá còn những cái buổi tối như này thì mình chỉ ôn cơ bản thôi ôn xương xương thôi <laughs> vì hôm nay thì thầy dạy trong lớp học nó còn sớm thì mới ra ngoài thôi chứ hôm nào mà dạy trong lớp học đến tầm 11 12 giờ đêm thì mệt 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 sẽ không ra ngoài thầy dạy đâu <laughs> thì lịch chính thì có một tuần một buổi vào chủ nhật thôi các bạn chăm chăm hơn thì thầy sẽ like thêm một số buổi ngắn như này nữa để các bạn ôn tập nhiều hơn trong cái thời gian cuối này đồng hành cùng các bạn về đích nhá thế nên là các bạn đừng quên thả một tim cho thầy thế nhé các bạn nhé ôi giờ gần 12 giờ đêm rồi các bạn này cháy hơn file file <laughs> à phải đây nhá phải đây cam lên trên fanpage của thầy để tìm nhé em tìm fanpage toán thầy thế phải đề trợ giảng của thầy mới đăng từ lúc trưa đấy em có thể tìm file đề trên fanpage toán thầy thế lớp 10 11 12 em gõ fanpage tìm fanpage toán thầy thế là nó ra mà em đăng file đề trên fanpage cho các em ở đấy có thể tải về ôn làm lại cũng được nhá đồng ý không em tìm trên fanpage toán thầy thế nhá thường thường quay đề thì hôm nào chữa thì có thể sớm hết đăng trước em okay. dạ em tìm fanpage toán này thế nào thấy đấy nhá sẽ có đăng trên kênh rồi học để hai bậc cộng <laughs> đấy câu mười này các bạn này câu này tự luận vẫn là chia thôi nhưng mà nó lạ lắm đây nhìn đấy có cái mát chuyên lê hồng phong cái biết liền <laughs> đây có bạn nào nam định không Mấy khi muộn 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 thì chắc là chữa các bạn nốt câu nào nhỉ? Câu nào dạng nó lẹ lẹ một chút xíu thì thôi đây. Mỗi câu 13 nhé. Chắc là chữa nốt câu 13 là các bạn. Xong rồi nghỉ nhá Cũng khá là muộn rồi. Chữa nốt câu cuối. Đồng ý không? Còn mấy câu nữa nhưng mà thôi. Chữa nốt câu 13 nữa. Mấy câu sau nó gần giống giống mà. 14, 15, 16 kem cáp màn hình vào nhé. Về kem làm tương tự thôi. Đã, uh, mấy câu cuối nó dễ. Nhá. Chữa nốt câu này nữa nhá Đồng ý không? Ừ. Cũng muộn rồi. Mai cái còn đi học mà chữa muộn quá sợ các bạn không đủ sức khỏe mai nên lớp không tán được gái <laughs> thầy lo nghĩ cho các bạn thôi thầy thì nề hà gì đâu con <laughs> này các em muốn chữa tự luận trước hay là ca trước con này vẫn, vẫn bình thường này các bạn đó tự luận các em chọn số 1 hay là ca sô nha chữa nốt câu cuối này Đấy vốt nhanh tốc độ nha cho các bạn 10 giây chốt nhanh nhanh nó đi ngủ quá <laughs> Nào nhìn kỹ này thôi giờ con này bấm máy tính nó cũng dễ thôi Thầy bấm trước các em nhé Tự luận thì thầy sẽ chữa thêm Nào ờ, Nhìn cách cao số này à, ờ, vẫn lưu cái tích phân này vào biến E nhé Và nó bằng A nhỏ chia cho B nhỏ này Cộng với C lên 5 Đồng ý chưa em Đó Cái tích phân này các em vẫn lưu, lưu, ở A bình thường nhé Lưu ở A bình thường Và đến đây rồi này Chúng ta lại rút cái bài này kem em lên rút A trên B ra Đúng chưa Đó Và kem em sẽ về chuyển cái C lên 5 sang bên này này Nó thành A lớn trừ đi C lên 5 đúng không Các em biết tại sao thầy lại rút A trên B ra không Đó một số bạn làm nhưng không hiểu nào cái quy luật rút ở đây này thường ấy với bên tay trái là nó phải là số đẹp đúng chưa? nguyên hoặc không nguyên nhưng phải là số đẹp được chưa a trên b nó tuy nó không nguyên nhưng nó vẫn có thể là phân số vẫn là số đẹp bình thường được chưa? chỉ ở số vô tỉ mới là số xấu thôi và về bên tay phải này thường là kem phải rút theo một ẩn thì mới quét tay bù được đó đấy là cái quy tắc nhá đấy là quy tắc cô lập được chưa đó và em nhìn phát là em phải biết rồi ờ à, người ta do giả thiết như này thì trong máy tính em phải cô lập và quét như thế nào bài này em sẽ chọn rút a trên b ra nhé đồng ý chưa em hiểu đồng ý không học thì phải hiểu Nha. rồi bây giờ mình xử lý nhẹ một chút nhé xử lý nhẹ một chút nhé à, lưu cái tích phân ở biến a giúp thầy trước đi nào x mũ ba này các này cộng x bình cộng với 7 x đúng không cộng 3 chia mẫu là x bình này trừ đi x ba đúng không cận đây mình thấy từ 1 đến 4 vào các bạn nhớ và chúng ta đưa ẩn A này một điều rõ ràng rằng là đi thi ví dụ nó rơi vào câu số 13 này nếu mà em biết cách bấm thì mình đi thi mình vẫn chọn cách bấm nhưng tội gì mà ngồi làm tay cho nó lâu ra đúng không đó chỉ sợ nó không biết bấm thôi còn đi thi mà biết rơi vào câu này chẳng hạn mà biết bấm thì chả bấm mạnh làm gì đâu đúng không mình phải khẳng định với nhau một điều là như vậy đi đúng chưa? nên là học hai cách nó vẫn có lợi hơn nha rồi bây giờ này bây giờ này trừ trường hợp không biết bấm thì mới làm thôi còn biết thì ai chả chọn cách bấm bây giờ hơi mới đi ngồi biết bấm mà ngồi làm tự luận câu này lúc đi thi thôi đúng không ừ. rồi bây giờ nhá kem bấm menu 8 này là kem nhập cái cái hàm table về thiết lập đây L đúng không trừ đi c là ẩn x này lên năm được chưa nhá đặt c và ẩn x bạn nhá và bằng bằng đâu ABC Nguyên Dương này em để ý Nguyên Dương kem cho nó chạy từ 1 đến 20 và bước 1 nhá Nguyên thì cho chạy từ trừ gì đến 9 gọn nhá Nguyên thì cho chạy từ trừ 9 đến 9 nhưng Nguyên Dương thì các em cho chạy từ 1 đến 20 rồi bước 1 nhá để bài nó bảo Nguyên Dương này nhìn kỹ nhé thì cho chạy từ 1 đến 20 bước 1 thôi em thấy này các rõ ràng không? Tất cả số đều là các số vô tỷ hết, chỉ có mỗi cái thằng này này. Đây. Bàn ra 272. Được chưa? Vậy chốt luôn nhá. C bằng 3 con ạ. Và A trên B bằng 27 2. Đẹp trai chưa? Ngoan lành luôn nhá. Đó, xong rồi. Đúng không? Thêm 0.2 chưa? Thêm phần trăm độ chưa? A à đây các em thay rồi thôi. A 27 này. Đó, đồng nhất này bình 2 trừ đi hai bình vẫn nhé và trừ đi do uh, ba 3 ba 3 đúng không đó cái đó là hai bảy này trừ đi hai bình trừ đi ba mũ ba nhá bằng âm bốn d nhá đó thế đó đúng không Nó này không ok chưa ok chưa nguyên âm thì em cho chạy từ âm hai mươi đến một thường thường người ta hỏi nguyên dương hoặc là nguyên đó thôi Nguyễn Âm thì thầy cũng chưa gặp bài nào hỏi Nguyễn Âm hết. Nguyễn <laughs> Âm thì em cho chạy từ âm 20 đến âm 1 nhá. Yeah. Thế thôi. Em học nhưng mà phải linh hoạt lên. Chứ học máy móc thì nó cũng không ra vấn đề đó. 13 này, đây. Tự đoạn thì em chia thôi. Tự đoạn thì em chia thì chia như này này. X mũ 3 cộng x bình cộng 7 cộng 3 đúng không? Em chia đi biết cách chia thì sau dạy em học thì nó hỏi chia Nó biết cái chia đúng không lúc đấy còn vênh mặt lên mà chửi nó chứ <laughs> chứ nó hỏi bảo không biết làm thì <laughs> hơi mệt nào ok nhá em chia thử xem nào nó ra được x đúng không x mũ ba chia x bình này đấy em nhân 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 x lên đây x nhân x bình này nó ra x mũ ba này x nhân với trừ x nó ra trừ x bình này các bạn này và đây là x nhân 3 nó ra là 3 x đúng không các em lấy trên trừ dưới thôi mất x mũ 3 chưa x bình trừ đi trừ x bình là cộng nó thành là 2 x bình này 7 x trừ 3 x còn cộng 4 x nhá 3 các em hạ xuống thôi cộng 3 này rồi bây giờ chỗ này lấy là 2 x bình trừ x bình này còn cộng 2 nhân lên nó thành 2 x bình này trừ đi 2 x đúng không Đấy cộng với lại 3 x 2 bằng 6 Em lại trừ cho nhau đi Thì nó sẽ thành là 4 trừ đi trừ 2 là cộng 2 x 6 x này 3 trừ đi 6 là âm 2 đúng không à, Âm 3 chứ Âm 3 âm 3 Ý vỡ 1 <laughs> Đây Cảm xác định đây là phần dư này Nhá Phần dư đây các cạo nhớ nhá Phần dư đây nó bậc nó nhỏ hơn bậc 2 này Phần dư Vậy thì lúc này kem suy cái nguyên hàm ban đầu ấy Nó sẽ tách được như này Đây nó ra được cái uh, mẫu mình vừa mới chia này x cộng 2 đấy cộng với lại cái phần dư game ấn lên trên tử nó là 6x 3 chia cho mẫu này là x bình trừ đi x cộng 3 các bạn nhá đấy đúng không ok chưa đây là cách chia nhá lấy cái mẫu này này đưa đây phần dư cho ấn tử đó chia cho mẫu xong rồi đây các bạn đấy đây có hai hướng làm một nếu mà cái mẫu nó có nghiệm mẫu có nghiệm thì kem tách đúng không tách thành hiệu dựa vào đồng nhất thức khá là quen rồi đúng không bởi cái câu gần đây thì tách được nhưng trong bài này này các bạn này trong bài này cái mẫu nó vô nghiệm em ạ không tin em bởi máy tính à. mẫu này là mẫu vô nghiệm thì có hai hướng này một đấy một đó là kem chuyển về cái dạng là u phẩy trên u hai đó là kem phải đưa về dạng tang được Đó nha. Đặt x ở đây sẽ bằng e tan t. Đó. Thì dạng này nó đưa về dạng u phẩy trên u này các bạn này. Lúc nào thì đưa về tan và lúc nào đưa về dạng u phẩy u thì em nhìn kỹ nhé. Được chưa? Cái sơ đồ giải cái phần này thì thầy có chữa kem em full nó ở dạng về bậc 1 chia bậc 2 trong lớp học rồi đấy đúng không? Trong cái khóa tự luận đấy, em xem qua nhé nó chia đầy đủ từng trường hợp một đúng không trường hợp nào thì đưa về u phải trên u trường hợp nào thì đưa về ta trường hợp nào thì tách tích thành hiệu đưa về đồng nhất thức đó phải rõ ràng ra nhá bài này nó thuộc dạng đưa u phải trên u này con này tại sao lại chọn cái này đó là gì đó nhá các bạn thấy được ngay cái tích phân từ 1 đến 4 này cái đầu thì giữ nguyên rồi không nói gì hết cộng nhé bạn đặt cái sáu đặt cái ba ra ngoài làm nhân tử chung ấy trong ngoặc còn lại là hai x trừ một đúng không Để cho mẫu này ra x bình trừ đi cộng 3 đúng không? Đó. Các em nhìn thấy cái gì đặc biệt không? Cái 2 trừ 1 này này nó chính là đạo hàm của mẫu. Được chưa? Ok là chưa? U phải chính U này. nguyên hàm của ông này chính bằng len U. Ok là chưa? Xong rồi đây các bạn. Nguyên hàm của ông này nó thành là x bình trên 2 cộng với lại 2x này. Cộng với 3 giữ nguyên nhá. Cái này chính là len của chị đối. X bình trừ đi x cộng 3. Đó, cận thì cận thế từ 1 đến 4 là xong thôi. Đồng ý chưa em? Đồng ý chưa? Ok nhá, đây này. U phải chữ U này, nó len của U này. Đó. Còn mai một số bài khó hơn. Nếu mà nó không có dạng U phải trên U ấy, thì các em phải đưa về tang. Đưa đưa về tang nó khoai hơn. Thì có chữa một số bài đưa về tang rồi, các em xem bổ trợ sau trên lớp học sau. Đó, các em tự thế cận rồi nhé. Còn lại là thao tác của tự luận rồi em tự thay cận trên và trừ đi cận dưới được chưa và nó cũng đưa được về cái uh, biểu thức ban đầu thôi đúng không nó sẽ đưa về được dạng là gì nhỉ 27 phần 2 cộng với lại uh, 3 lên 5 đúng không ok nhá em tự thay cận và chỉ tiêu bớt cho thầy nhá được chưa ra đây là ngon rồi đúng không ra đây là ngon rồi đó nhá thì các em nắm được tất cả các trường hợp nhé cái dạng mà bậc hai mẫu bậc hai thì thường là như thế này thường là như thế này về các em làm thêm bốn câu nữa nhá làm thêm bốn câu nữa bốn câu cuối này thì nó dễ thôi đồng ý không em <laughs> thôi tầm này muộn rồi các bạn tầm này muộn rồi 12 giờ rồi giờ 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 đẹp rồi đến giờ đi ngủ được rồi kìa chưa bốn câu các các bạn hình vào làm đi nhé được chưa làm tí bài tập về nhà ăn ít nó ngon các bạn ăn nhiều nó bụi thực <laughs> phong cách của thầy như học ít nhưng hiểu nhiều các bạn ạ nhá đấy chưa? làm ít nhưng mà phải ăn nhiều các bạn chứ làm nhiều mà ăn ít thì mệt lắm hôm nay như thế là cháy rồi đây thấy là cháy rồi các bạn học được khá là nhiều thứ còn gì nữa đồng ý không ok là nhá đấy hy vọng rằng là giai đoạn cuối này các bạn sẽ chăm chỉ nhiều hơn để chúng ta có thể là học được nhiều thứ hay ho hơn thả tim nốt rồi cái lên 10k cái nào cũng được vừa mới nói xong lên luôn. Đấy. Hay đánh dấu cái nhá. Cần 12 giờ đêm đúng không? Chúng ta vẫn còn hơn 200 bạn xem trực tiếp với nhau. Quá là cháy rồi. Ok nhá, cáp màn hình vào cái hết. Làm kỷ niệm nhá. Hy vọng rằng là những cái buổi live như này nó sẽ giúp ích được các bạn nhiều hơn. Xem chỉ lên các bạn nhá. Được chưa? vì tương lai một chút xíu ngủ ít đi tí nha sau đỗ đại học thì thích ngủ bao nhiêu thì ngủ ok chưa đấy bạn nào mà chưa follow kênh thì các em follow nhé còn một số cái video ngắn thì thỉnh thoảng thì vẫn đăng ở trên kênh tiktok nhưng mà thời gian cuối này thì cũng khá là bận ấy. đấy được chưa đấy bạn có thể là xem ở trên kênh cũng có một số video ngắn thì thầy hay quay bạn nào chưa follow thì các em follow kênh vào đó để thỉnh thoảng để áp một số video ngắn này bạn nào mà chưa biết cách bấm các hệ số ba hệ số đúng không hai hệ số này cái này tất nhiên nó sẽ không thể đủ bằng trong lớp học được nhưng nó cũng có những rất nhiều cái hay để cho các bạn nào mà chưa trong lớp học thì các em học thêm nhá được chưa đấy kênh gần 200.000 follow uy tín chưa tín còn gì nữa đúng không đó các anh chị 2k4 đang để lại cho các bạn một cái kỷ lục là 11.000 bạn xem trực tiếp đúng không Ok nhá. Hy vọng rằng là các bạn 2K5 thì sớm đồng hành cùng với thầy và phá được cái mốc này nhá. Ok chưa? Chúng ta sẽ cùng đỗ đại học cùng nhau. Và những cái buổi tối như thế này nó sẽ là những cái kỷ niệm đẹp nhất nhá. Đồng ý chưa các bạn? Và mọi thắc mắc về lớp học hay là sách các kiểu thì các em có thể là qua đầu kênh của thầy để được hỗ trợ đầy đủ nhá. Được chưa? Bây giờ thì chắc là cũng khá là muộn rồi. Các bạn cùng comment chút nhau ngon trước khi thầy tắt like nhá. Đồng ý không? Và hẹn gặp lại các em vào tối chủ nhật tuần này. Nhá. Ok ok. Bye bye các bạn nhé. Các okay, ngủ ngon nhá. Bye bye.